Về đầu năm 2022, với những con giáp kinh doanh phát lộc phát tài rất thành công. Khi bước sang năm mới 2022, có những con giáp này được dự đoán là có lộc về chuyện kinh doanh, sự nghiệp hanh thông và thuận lợi đến không ngờ. Và các bạn thân mến, con giáp thứ nhất đó là con giáp người tuổi Sửu. Theo tử vi của 12 con giáp chỉ ra rằng đối với người tuổi Sửu là con giáp hiền lành, cần kiệm, có trách nhiệm. Họ sống tốt bụng, ấm áp và sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Chính vì vậy mà nên khi gặp khó khăn, họ thường được quý nhân giúp đỡ, sớm tai qua nạn khỏi. Và đầu năm nay thì người tuổi Sửu có vận xui qua đi, vận may đã gõ cửa nhà bạn. Vô số tin vui đến tận nhà. Nếu như bạn làm kinh doanh thì con giáp này sẽ phát tài phát lộc, hưởng phúc trời ban. Nhờ vậy mà họ đã tìm được nguồn hàng tốt, được nhiều khách hàng ủng hộ nhất. Với con giáp tuổi Sửu, buôn may bán đắt, tất toán nợ nần, thu hái bộn tiền và cuộc sống của họ ngày càng khởi sắc hơn. Và các bạn thân mến, con giáp thứ hai đó là con giáp người tuổi Mão. Về theo tử vi của 12 con giáp chỉ ra rằng với người tuổi Mão là con giáp bao dung nhân hậu và biết cảm thông cho những người khác. Con giáp này cũng rất nhiệt huyết, có chí tiến thủ trong công việc. Không những thế, với người tuổi này còn có nhãn quan tinh tường, biết nhìn xa trông rộng. Dù theo đuổi ngành nghề nào thì con giáp tuổi Mão cũng sẽ đạt được những thành công nhất định trong cuộc sống. Và đầu năm mới đối với Mão, làm việc kinh doanh sẽ gặp nhiều điều may mắn. Họ buôn may bán đắt, chốt được rất nhiều đơn hàng nên thu về rất nhiều lợi nhuận. Còn với người làm ăn kinh doanh nhỏ cũng nhận được tin vui bất ngờ, tạo được nhiều điều kiện trong việc làm ăn và buôn bán. Và đây cũng là thời điểm tốt để người tuổi Mão có thể tách ra làm kinh doanh riêng, khai trương mở hàng tốt, biết nắm bắt cơ hội và không ngừng phấn đấu vươn lên. Thì con giáp này làm đâu thắng đó, thu nhập dồi dào, dôi dư hơn trước. Và chắc chắn thì người tuổi Mão cũng là một trong những con giáp giàu có trong năm Nhâm Dần này. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.